đối thủ Ten Hag, đội hình MU không ai cần Ronaldo. Đó là nhận định của cựu danh thủ Jamie Carragher khi ông chỉ trích thái độ của Cristiano Ronaldo với Man United suốt mùa hè vừa qua. Tôi luôn nghĩ Ronaldo là một bản hợp đồng kỳ lạ. Tôi luôn cảm thấy tình cảnh này rồi sẽ đến, ngay cả khi Ronaldo đã làm rất tốt cho Man United. Tôi không tin nổi việc Man United lại ký hợp đồng 2 năm kèm 1 năm với cậu ấy, Carragher mở đầu. Sự nghiệp của Ronaldo kéo dài bởi cậu ấy đã rất chuyên nghiệp. Nhưng có một thực tế phải chấp nhận là Ronaldo đã 37-38 tuổi rồi, cậu ấy không còn là chính mình trước đây. Ronaldo vẫn là một tay săn bà xuất sắc, nhưng không còn như trước. Không có câu lạc bộ nào ở châu Âu cần Ronaldo thời điểm này. Tôi có thể nhầm, nhưng Man United khó lòng đẩy cậu ấy đi nổi hè này bởi không có đội bóng nào cần cậu ấy. Và tôi nghĩ, nếu các bạn hỏi Ten Hag, ông ấy cũng không cần Ronaldo. Và tôi không chắc phòng thay đồ Man United có còn chào đón Ronaldo không nữa. Trong khi đó, Gary Neville gay gắt hơn, cho rằng Man United phải loại bỏ Ronaldo vì đó là sự lựa chọn duy nhất của họ. Thật khó chịu khi thấy một cầu thủ từng là đội trưởng của Man United lại có suy nghĩ rằng bản thân mình lớn hơn đội bóng. Trong quá khứ, Paul Pogba cũng từng nghĩ như vậy. Chúng ta biết Ronaldo không thể pressing và cách cậu ấy muốn chơi tôi nghĩ không phù hợp với phong cách của Ten Hag. Không thể để câu lạc bộ bị ảnh hưởng bởi một cá nhân nào đó. Trong quá khứ, Sir Alex không chỉ đã để những cầu thủ giỏi của mình đến đội bóng khác, đơn giản vì lúc ấy cầu thủ đó cần phải ra đi. Tôi hiểu fan MU muốn Ronaldo ở lại, nhưng nếu cậu ấy muốn đi, hãy chấp nhận điều đó. Điều tồi tệ là câu chuyện Ronaldo xảy ra đúng vào giai đoạn đầu mùa giải, và điều này làm suy yếu Man United và Ten Hag ngay lập tức, Neville nêu quan điểm. Tom Huddleston gia nhập MU. Trang chủ của MU xác nhận đã bổ nhiệm cựu tuyển thủ Anh từng đá cho Tottenham là Tom Huddleston đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên đội U21 của Quỷ Đỏ thành Manchester. MU vui mừng thông báo việc bổ nhiệm huấn luyện viên Huddleston cho đội U21. Tom là một ứng cử viên xuất sắc để đảm nhận vai trò quan trọng này, từng chơi ở cấp độ cao nhất trong sự nghiệp của mình và đã thể hiện khả năng xuất sắc với tư cách là một huấn luyện viên. Sự hiện diện của anh ấy sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho các cầu thủ của chúng tôi, trang chủ của Man United viết. Được biết, ngoài nhiệm vụ là huấn luyện viên của đội U21, Huddleston đôi khi sẽ tham gia thi đấu trong cả vai trò cầu thủ nếu cần. Tuy nhiên, tiền vệ 36 tuổi này chỉ thi đấu cho đội U21 của Man United với tư cách là một trong năm cầu thủ quá tuổi được phép ra sân ở Premier League 2 và EFL Trophy. Quỷ Đỏ hiện có nhiều tài năng hứa hẹn ở lứa U21, bao gồm các tiền vệ Charlie Savage, Zidane Equibo và Hannibal Mejri. Bộ ba này đều đã ra sân ở đội 1 và Huddleston sẽ chịu trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển của họ trong mùa mới. Huddleston từng là cái tên khá nổi tiếng trong làng bóng đá Anh. Anh mới kết thúc hợp đồng với Hull City khi mùa giải 2021-22 khép lại. Kể từ năm 2017 tới nay, Huddleston thi đấu ở Championship cho Derby County và Hull City. Mùa giải trước, anh đá vỏn vẹn 12 trận ở mọi sân chơi và không ghi được bàn thắng nào. Việc bổ nhiệm một người kiêm nhiệm vai trò huấn luyện viên lẫn cầu thủ không phải là lần đầu ở MU. Họ từng làm với Paul Merson ở đội U23 mùa giải trước. Cụ thể, khi gia nhập MU, Merson được đăng ký ở đội 1 nhưng không thi đấu trận nào. Nhiệm vụ chính của cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland thực ra không phải ra sân chơi bóng mà là dìu dắt các đàn em ở đội trẻ. Liverpool mất Konate và Chou ở đầu mùa. Mùa giải chưa bắt đầu nhưng Liverpool đã đón hai thông tin không vui về lực lượng khi người hâm mộ phải chờ khá lâu nữa mới được thấy Ibrahima Konate và Conor Strong thi đấu. Ở hàng phòng ngự, Konate sẽ bỏ lỡ trận khai màn gặp Fulham và có thể còn nhiều hơn nữa khi chấn thương đầu gối vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Ở trận giao hữu với Strasbourg vào chủ nhật tuần trước, Konate đã phải tập tễnh rời sân trong hiệp 2. Thật không may, tôi phải ngồi ngoài sân một thời gian, nhưng sẽ không lâu đâu. Konate chia sẻ về tình hình của mình trên trang cá nhân. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở lại mạnh mẽ nhất có thể và giúp đỡ các đồng đội. Sự vắng mặt của Konate ở giai đoạn này không phải là mối lo quá lớn với Liverpool khi họ có rất nhiều sự thay thế. Nhiều khả năng Job Matip sẽ được chọn để thi đấu bên cạnh Van Dijk và Karaven Kocek. Ngoài ra, huấn luyện viên Jurgen Klopp còn có hai lựa chọn khác là Joe Gomez và Nat Phillips. Tuy nhiên, trong khi Gomez vừa gia hạn với đội bóng thì Phillips có khả năng rời Anfield ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này nếu đòi hỏi 10 triệu bảng của Liverpool được đáp ứng. Với John, tổn thương của anh nằm ở bắp chân. Trước mắt, theo đánh giá sơ bộ, cầu thủ 21 tuổi cần từ 2 đến 4 tuần để hồi phục. Đây thực sự là điều đáng tiếc dành cho John khi anh luôn được Klopp tạo điều kiện hết mực để thể hiện. Mùa trước, John thi đấu tổng cộng 27 trận trên mọi đấu trường. Ở trận tranh siêu cúp Anh mới đây, John cũng được vào sân trong hiệp 2.